vi hình nam mình sẽ quay về nhóc rìu nha. Đó là phụ kiện S rần rần bất tận. Đây là phụ kiện S của nhóc rìu. Không biết có gì gắn vô không? Không có gì chân. Thì mình dùng thử cái trang phục này ha, chó đẹp. Chứ bây giờ mình không có skin nữa trơn. Thôi vào chẳng là mình mang tóc biến với lại là nhánh 36 nha. Nãy giờ quay toàn là thua, phải lặp đi lặp lại rất là mỏi miệng nha mọi người. Mình thì cũng không có biết chơi nhóc rìu nữa, nhưng mà ráng chơi thôi, ráng chơi nhóc rìu, tại mình cũng không biết chơi, không biết kéo lửa. Tại kéo lửa khá là khó, nhưng mà khi mà sơ bước ra khỏi vòng tròn xanh á là sẽ có một cái lửa tím đi theo. Sơ là cái trung tâm á, là giải thích sao ta, là ngọn lửa màu tím đó sẽ đi xung quanh để dễ tìm người hơn á. Ở một map là chỉ có 6 cái cây thôi, và mình đặt cái cây thì cái cây còn lại sẽ biến mất và thành cái một cái rễ cây. Ủa map gì đây? À, nhà thờ đỏ. Mình mang phụ kiện S nên nó dễ chứ mọi người. Đâu à? Ủa sao cái lửa kỳ vậy? Thấy không, mình cái lửa rất là dơ. Đó, có cái lửa tím đi theo mọi người. Đi cà giật mệt ghê. Còn quay lại dòm nữa hằng này. Ê, lửa dơ thiệt nha. Mình tưởng là nó dơ đùa, ai ngờ là nó dơ thiệt. Cứ tưởng là dơ đùa, ai ngờ là dơ thiệt. Đừng để thằng luật sư này cá cháy, nếu không mình sẽ xóa clip. Một, hai, ba. Đâu à? Ủa? Em nó mới đây mà, qua đây nhanh chứ hả? Chưa hết xong một máy rồi. Mọi người thấy không? Ủa? Fuck the hell. Chuyện gì vậy? Lấy tăng tốc độ chạy thôi chứ mình nãy giờ là mình canh rất là dơ. Ngọt hiếp. Ủa gì vậy? Đi đâu vậy? Ở đây chơi nè, đừng đi đâu hết trơn. Đó, hiệu ứng đó, mọi người hiệu ứng kiện ép á. Khá là nhạt nhòa. Đâu vậy? Đi đâu nhanh dữ vậy? À, ở trong, nó bên trong. Ủa, luật tẩm liệm chứ không phải là luật sư. Thôi đổi người. Chứ giờ mình chơi rất là dở luôn. Gì vậy? Cái hitbox của con này ảo như không hề dính một cái gì hết. Đâu vậy? Có lửa nào hoạt động không? What the hell? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cứu mình. Thôi, giờ mình đánh tay thôi. Quá buồn rồi. Canh lửa gì vậy? Rồi hitbox gì nữa vậy? Đồng không được một lần thì hai lần. Ai lửa hơi sớm á. Cái gì qua đây nhanh chứ? Còn ba máy chắc cứu được.
Ngu. Yeah. Một, ba má một người lên ghế đầu tiên. Khá là sốc đấy. Xách nó như cái nồi dẻ luôn. Rồi sau đó là hất lên ghế. Cam ghế thì mọi người đặt cái rễ cây nha. À không, đặt cái cây. Thì cái hiệu ứng phụ kiện là nó dễ. Nhìn cũng khá là đẹp, khá là sang. Thì phụ kiện S mà không sang sao được. Đúng không? Em mất đi vậy anh. Ủa sao không ai trơn? Ê đừng nói hiến nha má. Buồn nha. Cú giùm cái. Mà phải chặt lấy rễ. Còn một mái luôn. Đau lòng quá. Thôi mình đợi mình ráng canh thạch rô. Ê nửa máu cũng dám đi cứu nữa. Rồi thêm đứa nơi. Cái thằng luật sư này nè. Là mình phải cam ghế cho nó đến chết. Con này vừa lắm á. Chị luật sư này vừa lắm á. Dừng tay lại. Ai dơ nha. Đó, dây nó quấn he. Không cứu được. Bỏ nhỏ này xuống, cột nhỏ này. Mất không đến dùng dễ kịp á. Đây là sức mạnh cam ghế của nhóc Triều nha. Rất là xịn, rất là mạnh. Biết chơi là nó mạnh nè. Ừ đúng rồi, chưa test cái gì ta, cái hiệu ứng này nữa. Đây. Đó, khá là đẹp. Quá đẹp luôn chứ nữa. Nhỏ này hả? Sợ dùng dễ kịp quá à. Đâu rồi? Dừng tay lại. À đúng rồi mọi người. À nó dùng dĩ kịp rồi. Cái con này he. Dừng chân lại. Đứng lại con kia. Rồi, double down. Ê, dạo này mình chơi đúng kiểu mất dấu người quá. Đi chung hả? Đây, hiệu ứng kiện. Có là một cái ván mà giành nhau vậy đó, rồi gục cũng chung nhau nữa. Đưa nó ra cái ghế này đi. Đây ghen con này trước. Ghen Fiona trước nha. Mình có hù với lại Fiona nha. Đi trên này do nhanh á. Con này dùng dãy hoài. Rồi sao mất cuốn cây vậy? Đưa sắp lên như cái nồi dẻ. Có lửa không để hút vô chạy nhanh coi. Đây hiệu ứng khi hút lửa. Đâu vậy? Ủa? Ê nãy nó gục đây đúng không ta? À thấy rồi, thấy rồi. Đưa cho nó ghế ngoài luôn. Đứng lên. Bạn đứng lên mà bạn bắn súng vô người mình nè. Khá là đẹp đúng không? Đây hiệu ứng dính lửa. Rồi với ba mọi người lại mình nhớ về sau nha. Với ba mọi người thì mình làm à.
một trận thôi. Mọi người like, share, đăng ký kênh mình nha. Bye bye. Hả like. Ủa nãy giờ mới có trận thắng mừng rớt nước mắt của mọi người. Bye bye.